huấn luyện viên Mourinho ở AS Roma, niềm tin, ổn định và tham vọng. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Corriere dello Sport, huấn luyện viên Mourinho đã chia sẻ về quyết định từ chối hai lời đề nghị từ các câu lạc bộ Al Hilal và Al Ahly ở Ả Rập Xê Út. Ông cho biết mặc dù đã suy nghĩ, nhưng ông quyết định từ chối ngay lập tức. Một phần là do ông cảm thấy như đã tạo nên cam kết với cầu thủ AS Roma sau trận chung kết Europa League ở Budapest và với người hâm mộ sau trận đấu cuối mùa Serie A năm 2022 đến năm 2023 với Spezia khi ông nói rằng ông sẽ ở lại. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất mà huấn luyện viên Mourinho từ chối. Ông tiếp tục lý giải rằng ông đã chọn đến AS Roma vì niềm tin mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ đã dành cho ông ngay từ đầu, và ông đã quyết định ở lại để tiếp tục công việc trong năm thứ ba của hợp đồng. Huấn luyện viên Mourinho không hối tiếc về quyết định của mình và cho biết ở giai đoạn này của sự nghiệp, ông cảm thấy cần sự ổn định. Ông đã trải qua sự thay đổi trong tư duy của mình và không còn thèm muốn chạy theo những thách thức mới như trước kia. Mourinho chia sẻ về thời gian làm việc tại AS Roma và nhận xét về đội bóng trước mùa giải Serie A năm 2023 đến năm 2024. Ông thừa nhận rằng tại đây, ông làm việc với niềm vui và sự thoải mái, dù không thiếu khó khăn. Ông cảm thấy hứng thú với các trải nghiệm ở Rome và đã tìm thấy cảm giác tích cực trong việc làm việc với những gì mình có. Huấn luyện viên Mourinho đã đề cập đến việc tận dụng lực lượng của AS Roma trước mùa giải mới và đã thể hiện sự tin tưởng vào sự ổn định của đội bóng trong tương lai.